tiền tuyến tôi về thăm căn nhà ngoại ô thấy lòng thương vô bờ. Cũng con đường này đây, cũng mái nhà này đây, còn mang kỷ niệm này. Nhưng chẳng đêm nay không còn tha thiết như những mùa trăng đắm say. Tôi nghe rõ ru cây trên kêu trên ngàn mây, hồn miên man khắc khoải chìm giữa cung nhạc đêm dài. Năm xưa anh đi từng đêm vàng võ vùng ngoại ô có hôm nào tôi đi quê cũ thưa người vì sinh cho non son. Hơn 20 năm lửa binh tàn phá vùng ngoại ô lắm cô đơn. Tôi theo chân anh vài súng lên đường cùng hiên ngang viết sử say, chạy lòng thấy u hoài khi xưa mình ở đây với tình yêu vơi khóm hoa làm dẫu thương nơi xóm mình còn kia mà sương rơi mênh mang khơi nhiều nhung nhớ cho những ngày vui đã qua. Tôi quay gót ra đi không mang theo gì hơn, nhìn đêm khuya vắng vẻ càng thấy vâng. Vừa rồi thì các bác đã được thưởng thức qua một cuốn chất âm đến từ cái dòng loa của SX7. Và đây thì em đang phối ghép với cả một con công suất MS3 của thương hiệu Đài Loan theo nhu cầu của bác khách. Đấy, bác đang tìm hiểu về cái dòng loa SX7 này. Đấy, và có một cái công suất ở nhà rồi và muốn test thử xem lên nhạc nó như thế nào. Đấy, thì đây thì bên em đã test cho bác ở đây thì đấy, về cái chất âm thì bác nghe thử vừa rồi nhá. Đấy, thì thông tin chi tiết là như thế nào thì bác cứ liên hệ trực tiếp cho em qua cái số điện thoại là 0966 594 581 nhá. Địa chỉ cửa hàng ở bên em thì ở số 57A đường Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội nhá. Đấy, cái loa thì em cũng đã tả rất là kỹ rồi đúng không ạ? Bát 13, tép chép dom, cổ từ rất to, bát màng giấy, gân cao su. Đấy, về hình thức thì loa đây. Đấy, số seri của nó là đây nhá, là 68102. Đấy, 68102. Đấy, bác nào nhận hàng đặt hàng thì cũng nhớ là check cho em nhé. Bác nào chốt con này thì nhớ cho em là cái mã seri là 68102. Đấy, và cái đặc điểm dễ nhận biết nhất là ở đây nó có hai cái tem này, một cái bên hình chữ A và đây là có số 7040. Đấy, thì các bác cứ nhớ trong số hai cái này là một cặp nhá. Đấy, hai cặp và đây chính là cái hàng mà các bác đã đặt. Đấy, thì nó rất là tiện. Đấy, đây số seri của con này đây. Đấy, cũng 68102 nhá. Đấy, 68102. Đấy, căng ở đây hai chiếc này nhá. Đấy, vâng. Đấy thì chất âm bác nghe rồi và cái hình thức thì bác cũng xem lần này lần thứ hai rồi. Đấy thì em cũng vừa quay được có chắc lúc sáng, có lúc sáng đấy thì bác vừa gọi đến thì hỏi đấy thì bác thấy ok thì alo luôn cho em nhá. Vâng, bởi vì những cái dòng này thì gần như được rất là nhiều các bác khách cũng thích và đặt cọc rất là nhanh.
Thế nên là bác đã chốt thì alo ngay cho em, đừng nhắn tin nhá, đừng nhắn tin Facebook bởi vì là Zalo, bởi vì là tầm khoảng hơn 6 giờ thì bên em nghỉ, thì nhiều khi là máy, nhiều khi không về nhà cơm nước thứ được cũng không để ý máy. Thế nên là có gì thì bác alo trực tiếp nhá để ra thang. Đấy. Dạ vâng, em xin chào quý vị và hẹn gặp quý vị tại video tiếp theo em nhé.